Tiếp tục năm 3 sao nhá. À, game đến thế nhở. Công an trả góp cái đéo thì phải ra Nguyễn. Công an trả góp là sao? Mùa năm hả? Mùa năm siêu chán luôn đấy. Mùa năm là mùa siêu chán. Không có một cái gì gọi là hấp dẫn luôn đấy. Mấy bố mẹ mà cứ vào chê rank này nọ ấy, toàn rank kiểu bạch kim hay là kiểu lết lên là có kim cương vô gáy. Chán. Chán mấy người anh em. Tầm nhìn quá hạn hẹp. Hello, chào mọi người nha. Hello mọi người nha. Long tộc à? Long tộc, cút đi. Không thể thua được, không thể thua được, không thể thua được. Chào Tiến Đặng nha.
Hello, chào tất cả mọi người nha. Thread đủ khỏe thế. Khổ sổ. Mình chưa có áo trong lửa ấy, có trong lửa thì tự tin win ngay. Chưa có áo trong lửa hơi non. One shot. Hello, chào tất cả mọi người. Livestream em có tiền không mà em? Livestream không có tiền nha, không một đồng tiền nào cả. Không một cái đồng tiền nào từ livestream cả. Livestream từ qua mình quý anh em quá, mình mới bỏ thời gian của mình ra livestream cho anh em cho vui chứ. Chứ livestream không hề có một đồng tiền nào. Livestream ấy là nó không có tiền ở YouTube luôn. Còn mùa dịch khó khăn nên là nếu mà nói về donate thì cũng hầu như là không có. Nên là thực sự là mình chỉ livestream vì đam mê thôi, mình live cho anh em xem cho vui thôi chứ. Còn để có thể thu nhập thì mình chỉ post video là nhiều thôi chứ. Thế nhưng mình ít khi livestream lắm. Ok Hải Nam ơi. Bởi quảng cáo không có tiền đâu em. Bởi vì cho dù em có chảnh quảng cáo ấy thì em chỉ được khoảng tầm 1 đô đến 2 đô một cái stream thôi. Chứ buổi tối mình nghỉ ngơi cho khỏe nhá. Chẳng qua lên livestream nói chuyện anh em cho vui chứ. Được video nào là hay video đó là chứ. Chào nãy em. Chào nãy anh không lên tập demo 3 sao anh thoát game luôn em ạ. Hello bé Chu nha. Độ hả? Em nói anh Độ vô làm gì? Anh làm sao so sánh với Độ Missy được? Anh chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa đại dương thôi. Chứ anh làm sao có thể sánh vai như thế được? Mà em so sánh làm gì? Chỉ là một hạt cát thôi em ạ.
Tao chắc thua rồi, xin nó ra. Hay quá. Vẫn win. Đúng rồi, độ chỉ là trên kênh Donate thôi. Anh hả? Chắc nốt trận đi. Nốt trận này nghỉ nhá. Khó nhở. Giờ có Temo thì ngon quá mọi người ơi. Bây giờ chỉ hỏng có Temo thôi. Bây giờ mà ra Temo luôn từ level 7 luôn thì thơm thơm quá. Nói chung là em biết không, làm YouTube thì nó giống như chơi xổ số vậy. May mắn nó chiếm phần nhiều á. Quan trọng phải may mắn thôi. Còn mà không may mắn thì em làm gì cũng toang à. Đồ này cho Temo thì phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn mọi người. Thật, đồ này cho Temo đỉnh của đỉnh luôn. Như anh đang nói với đội Messi đúng không? Thì mình chia sẻ luôn. Đội Messi làm YouTube thì rất là lâu rồi, cực lâu nha. Mà lúc đấy ông làm về đang kiểu chơi về chơi bộ game đó chính là game CS:GO. Cho CS:GO nha. Thì ông làm chẳng ai biết ông là ai cả. Nhưng mà đơn giản là nhờ PUBG thôi. Ok em. Đấy, quan trọng đội PC nhờ PUBG. Mới có PUBG thì mọi người biết bộ PC là ai. Chứ nếu không PUBG thì đâu ai biết đội PC là ai đâu. Vậy nên là làm game thì cũng chỉ nhân phẩm thôi. May mắn thì lên, đến mình thì lên thôi. Như game của anh thì khó thể nó hot được. Game này thì không thể nó hot được. Nó không có một cái tương lai nhiều để hot. Quên nhỉ. Night.
Thì đấy, mình đang để sẵn con Ivan rồi. Đúng rồi, cái gì cũng cái giá của nó thôi. Nếu em theo đuổi đam mê thì theo thì tiền bạc theo đuổi em thôi. Thay mình theo đuổi đam mê, tiền bạc theo đuổi mình thôi. Temo. Đó, cái này mà mình không live stream nha, nhiều anh em bảo là mình bình luận lại đúng không? Nhân phẩm đấy mọi người. Mạnh cơ. Quá mạnh mọi người ạ. Bây giờ mình 4 thuật sĩ đã đỉnh luôn mọi người ạ. Giờ 4 thuật sĩ thôi. Temo nó ném bom như hắc luôn. Kama kìa. Hello, chào mọi người nha. Bây giờ mình thiếu mỗi con Kama thôi là kích hoạt. Đó chính là 4 thuật sĩ. Bùm. 1000 sát thương. Quá mạnh rồi. Gặp Thánh nữa. Game trước này gặp mình này. Có hack không phải cha. Aksan à? Thôi, mình sẽ chơi thuần một cái thôi mọi người ạ. Chắc rồi gặp ông này thôi, Nunu này. Nó sao tĩnh lặng đây thôi. Đúng không? Chính xác luôn. Bùm, bay màu.
Bay màu. Bay màu. Temo đỉnh cao mọi người ạ. Đồ đẹp quá. Mà thua rồi. Hôm nay còn Nunu chất lượng quá. Nunu full tăng luôn mọi người ơi. Vậy là sau 14 trận thắng thì mình đã mất zin rồi. Như lúc ông này lấy con Temo mình đúng không mọi người nhỉ? Phải không ta? Ông này lúc nhặt con Temo cầm giáp lưới của mình đúng không ta? Hai round nữa mình lên là 9 nha. Nico Bly. Má cho thì làm gì bạn ơi? Cho thì làm gì bây giờ? Đúng rồi mọi người, ông này lấy Temo của mình này, ông này này, ông bắt Temo giáp lưới của mình này. Hello, chào tất cả mọi người nha. Sợ mấy ông này kiểu bắt Temo mọi người. Bắt Temo là mình no hope á. Dùng cái này phát hy vọng dùng cái này phát ra 3 Temo rồi. Xúc sắc à? Xúc sắc mình sẽ đợi đến... Ui, ma! Hai Nico mọi người ơi! Anh nhìn này phát là chắc là bay màu luôn này, bay màu hết luôn này, bay màu này. Sổ. Mạnh quá. Hello chào tất cả mọi người nha. Hello chào tất cả mọi người. Game này thì mình sẽ cố gắng cho anh em xem một trận Temo 3 sao trước khi đi ngủ.
Heineco ngon nhờ, giá này nó là của mình. Anh em yên tâm, anh xin ra ném con Vego đi ngay. Hello, chào mọi người nhá. Chưa đến lúc. Má rủ số sao mà thủ công ra luôn. Ảo. Ảo không người.